ngày chờ đợi quằn quại đau khổ, làm việc vất vả rồi, chỉ chờ đợi đúng có ngày hôm nay thôi. Rồi xin mọi người tập trung cho hướng về sân khấu em. Dạ. Nghe cái tên là rất quan trọng rồi, đặc biệt là khánh thành không. Má Vú, xin mời Má Vú lên. Cười thật là tươi. Đây là phần thưởng trao tặng cho Má Vú 100 triệu tiền mặt, tiền kim thì tôi không biết, và một bao lì xì lắc, một tháng lương. Lắc vậy thấy gì? Năm cây hả? Ừ. Má lắc nữa về mình ra sao nói chuyện em. Trời ơi, xin mọi người bắt tay ơi. Rồi. Năm mới thì má chúc vợ chồng con dồi dào sức khỏe rồi má. Cảm ơn hai vợ chồng con. Mời cô Vú, cô Gôn. Rồi cô Vú, cô Gôn ở đâu ạ? Rồi người giữ cái chồng. Dạ, cũng là một phần quà tương đương mà Má Vú hồi nãy, 100 triệu tiền mặt. Rồi, 4 cây rồi hả? Rồi, một sợi dây chuyền, 4 cây vàng, 4 số 9, ừ. À, xin mời Má Lạnh. Chị Châu chúc cảm ơn vợ chồng Hương và Hương, cảm ơn hai vợ chồng với năm mới, chúc vợ chồng dồi dào sức khỏe, trăm năm hạnh phúc. Ừ, một hậu tay ơi, một hậu tay. Cảm ơn vợ chồng. Xin mời nhân vật quan trọng nhất trong nhà, Má Tư. Đi lên sân khấu. Sắm nhẹ sẽ tìm 10 cây treo lên cổ Má Tư chơi rồi đâu. 100 triệu tiền mặt, một bao lì xì. Chúc vợ chồng con qua năm mới nhiều may mắn, giờ phát tài. Vì sao nữa má Tư cảm ơn vợ chồng con rất nhiều. Rồi bé Mai nắng mưa thất thường đó. Ok. Bé Mai nhận nhẹ phần thưởng là 500 triệu tiền mặt, chiếc nhẫn còn son 300 triệu. Anh sợ tay em đeo nó bị đau hết, bây giờ lát nữa anh đi dùng đi em. Ok. Món quà và tặng cục tiền bự cho em. Nói gì hết trơn. Mừng quá. Lời chia sẻ chân thành quá. Cảm ơn bữa nay. Mời người tiếp theo là cậu Hoàng. Cậu Hoàng. Xin mời cậu lên. Linh Hoàng ở đây, hỏi Hoàng ở đây nè. Linh Hoàng không? Móc chứng minh ra giùm. Đúng rồi, đứng lên đó. Chị rửa mặt cho chị Hoàng. Rửa mặt rồi. Rồi, một cậu đi chuyện. Hôm nay cũng thẳng ở bao uống cây ha. Rồi, 200 triệu tiền mặt. Mời em chồng. Có nặng quá, lát nữa bỏ. Ok. Năm mới xin cảm ơn chị món quà cho em. Thôi chúc chị. Chúc anh chị làm ăn phát tài, tiếng nói tiếng lòng. Là bé Thanh Thịnh Hơn. Xin mời em lên. Hay tự khỏe không? Bé cười tươi quá. Lúc chữ lộn nghe cục cũng cười vậy em. Ok em. Một 100 triệu tiền mặt, một phong bì lì xì, một tháng lương và một chiếc lắc nhỏ. Nhỏ chắc là 2 cây rồi, không nhỏ đâu. Rồi chúc anh nha. Xin mời anh Sơn. Rất dễ thương, rất buồn. Rồi phần quà của anh Sơn là 1 tháng luôn, một chiếc nhẫn có cái hộp sòn nho nhỏ cỡ 7,5 ly. Ok. Rồi tiếp theo xin mời bé My Mụ Mảnh. Rồi bé My là phần quà nhỏ 100 triệu tiền mặt, một tháng lương và một chiếc nhẫn nhỏ. Dạ là em cảm ơn cô. Em không biết gì nói ngoài lớp. Cảm ơn thầy. Dạ, xin mời cậu Hùng tiếp theo. Cậu Hùng đã xuất hiện. Cậu Hùng là tiền mặt 100 triệu và một tháng lương. Xin mời cậu Sang. Một chiếc nhẫn, một tháng lương và 100 triệu. Năm rồi vất vả quá em ha. Bé Tú tình tứ. Bé Tú tình tứ luôn. Đâu? Rồi, bé Tú là được cô luôn trao tặng một tháng lương và một chiếc nhẫn nhỏ. Rồi, tiếp theo là mời bé Thúy. Bé Thúy cũng là một tháng lương và một chiếc nhẫn. Tiếp theo là xin mời hai người, bé Thi và bé Nhi cùng bước lên sân khấu. Rồi, đứng thẳng ạ, ok. Rồi, bé Nhi là một chiếc lắc. Bé Nhi là một chiếc lắc nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn bé Thi là một cái dòng CBN 100 triệu, tiền mặt là 500 triệu. Wow, năm rồi vất vả nhiều không em? Có vất vả quá thì nói anh nha, anh qua phụ em cho. Dạ con cảm ơn cô Phúc, cảm ơn cô Nhi. Chúc cô Hương với chú Phúc năm mới bán được nhiều hàng hơn. Toàn thể nhân viên công ty Phong Thủy Cải Dựng Hồ Xuân Hương mong mọi người luôn luôn cố gắng cùng với cô để mình vượt qua mọi khó khăn, cho nên mình được như ngày hôm nay. Thì em chúc có công ty của mình là càng ngày sẽ càng làm ăn phát triển nhiều hơn, và một ngày có thể là đi 1, 2, 3, 4, 5 ngàn đơn, có thể là hơn những con số đó nữa. Em cảm ơn anh Phúc với chị Hương rất là nhiều. Mày 17 giây thắng rồi, 18 giây. xin mọi người tôn tạo tay cho đội thắng nha. Về đây mới biết